Trong cái video này thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị về một cái bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của một cái tòa nhà văn phòng mà mini thôi của một cái doanh nghiệp. Tức là đây là một doanh nghiệp mà ta đứng ra người ta xây dựng cái tòa nhà văn phòng cho cái doanh nghiệp của người ta, chứ nó không phải là một cái tòa nhà cho thuê nhiều doanh nghiệp vào cùng thuê. Đó. Thì thường là các cái chủ đầu tư mà người ta không có chưa có kinh nghiệm xây dựng á, thì người ta sẽ thắc mắc là cái bộ bản vẽ cuối cùng mà người ta sẽ nhận được từ đơn vị thiết kế để giao cho đơn vị thi công, người ta tiến hành thi công công trình, thì nó gồm có những cái thành phần nào, có bao nhiêu tờ bản vẽ. Vì khi lần đầu tiên người ta gặp đơn vị thiết kế thì đơn vị thiết kế người ta trình cái phương án thì nó chỉ có chừng 7-8 trang, 10 trang bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phương án thôi. Đó. Thì ở đây là một cái bộ bản vẽ hoàn chỉnh mà chủ đầu tư sẽ nhận được trước khi chính thức thi công công trình. Thì ở đây tức là nó có hai cái phần chính. Một là bản vẽ 2D, tức là nó gồm các cái đường nét, các cái chi tiết kiến trúc, các cái kích thước cụ thể, các cái cấu tạo mà ở đó là anh em quản lý chỉ huy thi công có thể căn cứ vào để mà thi công hoàn chỉnh một cái công trình. Cái phần thứ hai đó là bản vẽ 3D nội thất, thì ở đây là nó thể hiện cái không gian, màu sắc, chất liệu để mà đơn vị thi công cũng như là đơn vị giám sát có thể căn cứ vào để mà thi công cái phần trang trí nội thất, cái phần hoàn thiện công trình để nó đúng với cái thiết kế của chủ trì thiết kế cũng như là cái ý tưởng, ý định ban đầu của chủ đầu tư. Thì bây giờ chúng tôi đi vào cái chi tiết một chút. Thì ở đây là nó có cái phần chi tiết thì nó có bốn cái phần cơ bản. Một cái là bản vẽ kiến trúc nè, hai á là bản vẽ kết cấu nè, ba đó là bản vẽ điện nè. Điện thì ở trong đây nó có đầy đủ là điện nhẹ, điện nặng, điện chiếu sáng, điện ổ cắm, điện lạnh, rồi internet, camera, vân vân các thứ. Rồi tiếp theo là bản vẽ nước. Nước thì nó có cấp nước, thoát nước, có nước lạnh, có nước nóng. Thì cơ bản những cái phần chính nó như vậy. Thì chúng ta đi vào cái ở đây có cái mục lục đó, tức là cái danh mục bản vẽ đó. Thì chúng ta thấy phần kiến trúc đó, là có 72 trang bản vẽ này. Phần kết cấu đó, thì có là 78 trang bản vẽ. Phần điện thì có 34 trang, phần nước có 34 trang. Nếu chúng ta có cộng lại hết cái này thì nó gần 220 trang bản vẽ này. Bây giờ chúng ta đi vào một số lướt qua một số chi tiết thử. Thì đây là nó phần kiến trúc. Đây là người ta sẽ ghi cái chi tiết cấu tạo vật liệu của các cái loại sàn trong cái công trình. Đây là cái bản vẽ kích thước, tức là nó thể hiện kích thước của tất cả các tầng để anh em căn cứ vào đó mà thi công. Rồi xong cái phần trong cái bộ hồ sơ bản vẽ kiến trúc ấy, thì xong cái phần kích thước ấy, thì nó sẽ qua đến cái phần là đây kích thước mặt cắt này. Rồi xong đây là mặt đứng này, đây là mặt đứng nhìn từ trước này. Rồi đây mặt đứng nhìn từ sau. Đó, mặt đứng nhìn từ bên hông. Nhà này công trình là bốn mặt tiền cho nên nó có bốn cái mặt đứng. Rồi thì sau khi kết hết cái phần kích thước các mặt để cho đơn vị thi công có thể làm căn cứ, thì chúng ta có cái mặt bằng bố trí vật dụng nè. Ở đây thì chúng ta hình dung sau khi hoàn thành công trình đó, thì nó sẽ có những cái phòng ốc, những cái vật dụng, những cái đồ nội thất thiết bị
nó sẽ như thế nào. Thì tương tự như vậy, tất cả các tầng. Đây cái tòa nhà văn phòng thì ở đây là nó có chú ý là văn phòng làm việc. Rồi tiếp tục trong cái phần kiến trúc nữa thì ở đây chúng ta sẽ có tiếp là cái phần lắp nền. Thì tất cả các tầng sẽ có đầy đủ cái bản vẽ về cái cấu tạo của cái nền gạch. Rồi thì xong cái lắp nền của các tầng thì nó sẽ tới cái phần đây là bản vẽ trần và đèn. Còn tất cả các tầng nó sẽ thể hiện đầy đủ số lượng đèn cấu tạo trần nó như thế nào. Thì tất cả các tầng đều như vậy. Rồi thì sau đó thì nó sẽ có tới những cái chi tiết hơn như là chi tiết cầu thang này. Đó, kích thước bậc thang, bề chiều rộng bậc thang, chiều cao bậc thang. Đó, rồi tiếp tục là đây là cái chi tiết vệ sinh này, cái phòng vệ sinh đó, có mặt bằng mặt đứng bên trong phòng vệ sinh để cho anh em căn cứ vào đó mà gắn thiết bị ốp lát gạch trong phòng vệ sinh. Rồi tiếp tục tới chi tiết cửa cũng vậy, các cái loạt cửa. Nói chung là tất cả các cái kiến trúc, các cái vật dụng bên trong là đều được thể hiện đầy đủ từ kích thước cho đến cấu tạo đến vị trí để cho anh em căn cứ vào đó thi công. Rồi thì về chi tiết thì tất nhiên là quý vị sẽ có cái anh em thiết kế, người ta sẽ diễn đạt, người ta sẽ trình bày trước khi mà mình nhận được bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta lướt qua cái phần kết cấu. Đó đây, kết cấu thì nó cũng có đầy đủ từ những cái hướng dẫn về kỹ thuật thi công, về các tiêu chuẩn, đó là những cái bản đầu tiên, những cái cấu tạo chung phục vụ cho cái việc thi công cho nó chuẩn xác, nó đúng kỹ thuật, đúng tiêu chuẩn. Cấu tạo cọc, nhà công trình này nó ép cọc. Rồi thì sau đó nó tới những cái đi vào chi tiết thì ở đây nó có kết cấu móng, rồi cầu dầm, sàn, cầu thang, lên tô, ô văn, cho đến các cái đan cửa, đan hô ga, đan hầm tự quải. Cái gì liên quan tới kết cấu bê tông gốc thép thì nó sẽ được thể hiện hết trong cái bộ bản vẽ kết cấu này. Từ những cái mặt bằng bố trí tổng thể cho đến những cái chi tiết cấu tạo, như đây là chi tiết cấu tạo móng này. Rồi, các cái mặt bằng bố trí dầm sàn, rồi mặt bằng bố trí thép, rồi các cái mặt cắt qua các cái sàn bê tông gốc thép, các cái mặt cắt dọc dầm, cắt ngang dầm. Đó, tương tự như vậy cho nên đến cuối cùng của cái bộ bản vẽ kết cấu này là cái chi tiết của cái cầu thang. Đó, mặt bằng bố trí dầm cầu thang, sắt sàn cầu thang, bề dài bản thang. Tất cả các tầng đều có thể hiện đầy đủ trong cái bộ bản vẽ kết cấu này. Rồi cho đến cái bản vẽ điện thì nó sẽ có là bản vẽ chiếu sáng này, đây là tầng trệt, thì tương tự các tầng lầu cũng vậy thôi, sẽ đều có cái bản vẽ thể hiện như thế này. Lẫn lầu 1, lầu 2, lầu 3, sân thượng. Rồi sau đó là tới cái mặt bằng bố trí thiết bị điện, cáp, thông tin cũng của tất cả các tầng. Rồi mặt bằng bố trí thiết bị điện lạnh cũng của tất cả các tầng.
Thì chúng tôi giới thiệu lướt qua nhanh thôi để quý vị hình dung. Có đầy đủ các cái ký hiệu, các cái thiết bị, các cái thông số kỹ thuật để mà anh em gia công lắp đặt. Tất cả các cái chi tiết rất là cụ thể, vẽ đến cái mức là tiểu tiết lắp đặt camera. Chúng tôi cũng trình bày rất là kỹ, cấu tạo các lớp sàn, đi ống nước, rồi cọc thôi lôi chống sét, vân vân các thứ. Rồi đây là bản vẽ nước thì nó sẽ có là bản vẽ đây là cấp nước các tầng, rồi đến tất cả các tầng đều có, rồi tới bản vẽ thoát nước. Đây bản vẽ thoát nước đó, nó sẽ có đầy đủ các cái chi tiết hố ga, hầm tự quại. Chúng tôi có thể hiện rõ các cái chi tiết ống nước. Đầy đủ các cái chi tiết cấu tạo vòi xăng, cấp nước cho lavabo, cho bồn rửa chén. Rồi đây là nó có cái chi tiết của cái hầm tự quại, của cái hố ga, rồi các cái ký hiệu, các cái thiết bị. Nó thì một bộ bản vẽ 2D thì nó có đầy đủ những cái chi tiết từ kiến trúc, kết cấu, điện nước như vậy. Còn qua cái bộ bản vẽ 3D thì đây, ở trong này nó sẽ cũng có đầy đủ từng tầng. Giống như là ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái 3D tổng thể tầng này, để chúng ta thấy trong cái tầng này nó có những cái vị trí, những có cái phòng chức năng gì. Ví dụ như đây là vô là phòng tiếp khách, tới cái canteen cho nhân viên, một vài cái phòng ở cho nhân viên bảo vệ phía sau. Đây là cầu thang thoát hiểm. Thì bắt đầu vào đây là các cái phòng chức năng, chúng ta thấy đầy đủ về đồ nội thất này, rồi màu sắc, chất liệu, nền, vách, trần. Tương tự như vậy, tất cả các cái không gian bên trong là đều được thể hiện hết từng cái góc cạnh. Rồi bây giờ lên đây một cái tầng tiếp theo, thì đây căn phòng làm việc mà. Thì chúng ta sẽ thấy đây là phòng họp này, đây là phòng việc của nhân viên này, đây là phòng họp nhỏ, rồi đây là phòng khách chờ, cầu thang bộ, thang máy, đây là cầu thang thoát hiểm bên ngoài. Thì tất cả các không gian bên trong, bàn, ghế, tủ, chất liệu, gạch, lát nền, trần nhà, đèn chiếu sáng đều được thể hiện rất là rõ như vậy. Kể cả các cái trang trí, kệ trang trí, cây xanh, tiểu cảnh, chúng tôi cũng thể hiện đầy đủ như vậy. Máy photocopy, đây là phòng chi tiết phòng họp, máy chiếu này, logo công ty, nó đầy đủ các cái phòng, các cái tủ hồ sơ tại từng bàn làm việc, máy tính, kể cả bàn phím, rồi kệ hồ sơ, là chúng tôi thể hiện nó khá là đầy đủ chi tiết. Tương tự ở đây nó có một cái pantry, cái phòng ăn nhỏ nhỏ cho nhân viên, có tủ lạnh, có máy nước nóng lạnh, chúng tôi thể hiện rất là kỹ như vậy. Rồi tương tự các tầng thì cũng giống nhau thôi, chúng tôi thể hiện như vậy. Ở đây nó có một cái tầng trên cùng là cái chỗ mà nghỉ ngơi của lãnh đạo công ty. Thì ở đây nó có cái phòng ngủ này, rồi có nhà vệ sinh của cái khu vực khép kín này, hay là của chủ tịch hoặc là tổng giám đốc của công ty sẽ lên đây nghỉ trưa. Thì phía trước nó có cái bàn ăn này, thư giãn, có tiểu cảnh, cây xanh, có hồ cá, thang bộ, thang máy. Thì tất nhiên cũng sẽ thể hiện đầy đủ từng cái view, từng cái góc cạnh như thế này. Đó thì chúng tôi vừa mới giới thiệu
tổng thể về một cái bộ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của một cái tòa nhà văn phòng của một doanh nghiệp thôi, chúng ta có thể gọi là cái tòa nhà văn phòng mini thôi, của một thương hiệu của một công ty, đầy đủ 3D đó. Đây cái bộ sơ nó dài vậy mà đầy đủ. Em xin giới thiệu chút, ở đây là anh Trần Minh Vương là chủ trì thiết kế của công ty Chính Thắng, là tác giả của cái bộ hồ sơ này. Quý vị có thể liên hệ khi mà cần thiết, nó đầy đủ thông tin nằm ở đây. Đó, cũng có Facebook, fanpage đồ đầy đủ bên dưới cái dòng mô tả của cái video này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến video và quan tâm đến cái công việc của chúng tôi.